Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ bên người thân và gia đình nha các bạn. Rất mong quý vị khán giả, nếu xem qua cái video mà chưa nhấn nút đăng ký thì các bạn vui lòng nhanh tay nhấn vào nút đăng ký để các bạn cập nhật được những video mới tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Các bạn ơi, một cái chuyện động trời mà hôm nay là rần rần trên mạng các bạn ơi. Một câu chuyện mà không có thể nào mà tin được rồi đây, nhưng mà các bạn cũng sẽ tin. Khi mà cái chuyện mà động trời phải nói là liên quan tới tình ái các bạn ơi. Phải nói là không tưởng tượng được một người đàn ông mặt mũi cũng coi được lắm các bạn ơi. Là một người chồng, một người cha, một người ông. Nhưng mà giờ đây không biết bây giờ là ông này giờ ông chui đâu nữa các bạn ơi. Một người ông nội U60 mà dẫn con dâu vô khách sạn đó các bạn, bị mẹ chồng bắt tại trận các bạn ơi. Phải nói là khủng khiếp luôn các bạn. Khi mà xem qua cái video các bạn, phải nói là thiệt tình nữa, nó xấu hổ, nó nhục nhã quá trời các bạn ơi. Một người ông già chồng là dẫn con dâu vô khách sạn các bạn, mà trên thân thể của con dâu là không có che một mảnh vải nào hết các bạn ơi. Khi mà bà già chồng bước vô bắt gặp đó thì chỉ có quấn được cái khăn thôi. Nhưng mà thanh minh thanh nga, trời ơi trời, không biết làm sao nổi nữa các bạn ơi. Nếu có đi ngoại tình á, thì làm ơn đi ngoại tình ở một nơi khác, chứ đừng có liên quan cho tới những người thân yêu, nhất là với chị vợ, mẹ vợ, em vợ, rồi bây giờ con dâu đó. Đừng có liên quan tới những người đó, làm ơn cái làm sao mà mình, một người đàn ông mà cũng mẫu mực trong gia đình, làm ông nội vậy nha các bạn. Đó thì cái cô con dâu này là cô con dâu Út các bạn ơi, chắc có lẽ trên đó còn mấy con dâu nữa. Bây giờ cô con dâu Út chắc có lẽ là thấy chắc ngon quá, ngon canh ngọt cơm quá, cho nên là dẫn con dâu Út đi vô trong nhà nghỉ đó các bạn, để đấm bóp massage, rồi kêu con dâu để trò chuyện, rồi chăm sóc cho ba. Phải nói là cái người vợ đó các bạn, cái người mẹ chồng hết sức là bình tĩnh, mà cái cô này cũng rất là hiền các bạn ơi. Hai ông bà cũng U60 hết rồi, con đàn cháu đóng rồi. Thì thường thường ở dưới quê đó các bạn, hoặc là những cái độ tuổi đó thì lập gia đình và có cháu nội cháu ngoại ha các bạn. Cô con dâu này là cô con dâu Út. Ông nghĩ làm sao mà ông chịch con dâu ông mà hai đứa cháu nội rồi làm sao, trời ơi là trời, không thể tưởng tượng được các bạn ơi. Khi mà bà già chồng bà theo dõi một trong cái thời gian dài, tại vì các bạn biết là khi một người đàn ông thay đổi là người vợ biết liền rồi các bạn ơi. Cỡ giấu cỡ nào cũng biết nó có một cái sự thay đổi lạ, cho nên cái cảm tính của người phụ nữ đó các bạn, người vợ là biết chồng mình thay đổi như thế nào liền. Tại vì không có nói ra thôi, tại vì mấy ông giấu, mấy ông không có nghĩ là vợ mình phát hiện mình ngoại tình, thậm chí ngoại tình tư tưởng vợ cũng phát hiện được luôn các bạn. Chứ đừng có nói cái chuyện mà dù cho đi đúng giờ đúng giấc, hoặc là luôn lúc nào về tới nhà cũng là đúng giờ hết chứ. Nhưng mà ngoại tình là vợ biết rồi. Coi như là tôi nói thiệt với các ông ha, là vợ biết 100%, khi chồng ngoại tình là vợ biết hết. Trước sau gì là cũng, tại vì không nói ra thôi, nhưng mà có cái sự nghi ngờ, có cái sự hoài nghi biết chồng mình ngoại tình. Thì trong cái sự việc này, cái cô này cũng biết chồng mình ngoại tình mà không biết ngoại tình với ai, thì cổ mới là đi nhờ một người khác nữa, đó là anh Dũng AK đó các bạn. Cũng cảm ơn cái kênh của anh Dũng AK ha các bạn, khi mà chia sẻ cái video này lên thì hoàn toàn che cái mặt của con dâu và ông già chồng. Nhưng mà các bạn ơi, lộ nguyên hình không bao giờ mà giấu nổi, từ cái giọng nói nè, rồi từ chỉ che cái mặt thôi. Cũng tội nghiệp bà già chồng, nói Dũng AK ơi, bây giờ chuyện của gia đình của cô, con mà có bắt gặp như thị như vậy, con có đưa lên thì con che giùm cái mặt đó, con che giùm cái mặt để là có xui da nè, rồi con cái nè, rồi cháu chắc nè, rồi dòng họ bà con nó xấu hổ nhục nhã lắm. Mà bây giờ không biết ông già chồng với con dâu mà chui với lỗ nào nữa đi, trời ơi là trời. Ông già chồng ơi, không biết mấy con dâu còn lại nó thấy ba chồng đó là nó đứng xa ra, nó không có sát lại gần. Tại vì bây giờ chịch con dâu Út là đi vô khách sạn rồi đó, còn mấy con dâu còn lại đó, ông nội tôi còn không dám đứng gần nữa, chứ đừng có nói mà dám đứng gần ông. Trời đất ơi, ông già chồng U60 rồi, dụ con dâu Út vô ha, mà cái này là đồng tâm hiệp lực các bạn ơi.
đó, nàng ta cũng đi vô rồi biện minh con mới vô đây được 30 phút và nóng nực quá, con vô con tắm cho nên thân thể con không có quần áo. Lạ ghê, tắm thân thể có quần áo mà tắm trước mặt ông già chồng mới ghê. Ông già chồng thì biện hộ là tôi gọi cho bà ở nhà là mấy cuộc không có điện thoại cho nên không có bắt điện thoại cho nên tôi vô đây tôi mới gọi con dâu út vô để chăm sóc cho ba, đấm bóp cho ba. Bà các bạn nghĩ đi, đấm bóp cho ba chồng mà con dâu không có quần áo, ông già chồng thì bán thân vậy mà còn biện minh biện hộ gì nữa. Trời ơi là trời, làm cái chuyện động trời không rồi các bạn ơi. Phải nói là mấy hôm nay trên mạng rần rần. Bây giờ người xa thì người ta không biết thôi, những cái người mà người ta hàng xóm láng giềng này, những cái người mà bà con dòng họ là người ta biết hết. Bây giờ không biết mặt mũi ông để đâu các bạn, mặt mũi ông già chồng ông để đâu. Thì ông có hứng quá thì ông có đi tìm một cái nơi nào đó ông giải quyết đi, những người xa lạ hoặc cặp bồ những nơi xa. Chứ có đâu ông chịch ngay con dâu út của ông thì còn mặt mũi nào nữa trời. Không phải nhiều một lần đâu, nhiều lần lắm rồi. Bà già chồng hỏi là tao hỏi thiệt mày, mày vô đây bao nhiêu lần rồi đó. Nói con mới vô lần đầu à, tại sao mẹ không mặc quần áo à, con nóng nực quá cho nên con đi tắm. Bà già chồng rất là bình tĩnh nha các bạn. Mình cảm thấy mình thán phục cái cô này luôn các bạn. Từ khi mà bắt đầu theo dõi, sau đó là mấy nhờ Dũng AK đi vô là trong khách sạn để bắt tận tay. Thì các bạn biết là những anh đó là giống như là thám tử tư đó các bạn, đi theo dõi giờ giấc người ta nắm được hết rồi. Cho nên dẫn cô này qua quay phim luôn nha các bạn. Quay phim mới bắt tận mặt chứ còn miệng nói không lợi mấy ông đâu. Dễ vậy chịch con dâu mà bây giờ nói còn không lợi nữa. Bắt tại trận là quần áo không có mà nói còn không được, nó còn biện minh là vô đây á. À, kêu con dâu vô đấm bóp chăm sóc cho ba, nghĩ thì sao vậy trời ơi, chăm sóc cho ba mỗi lần con dâu nào chăm sóc cho ba là coi như là không có quần áo trên người vậy, chăm sóc cho ba chồng vậy đó hả. Trời ơi, trên đời này thiệt tình có lộn ngôn thì cũng nơi khác chứ đừng có lộn ở trong gia đình mình. Trời ơi, bây giờ tội nghiệp thằng con trai ghê, phải nói là quá đau đớn cho thằng con trai đó. Bởi vì cộng đồng mạng nói ha, thằng con trai mà sách dao hả, sách rửa về vô mà chặt cho ông mấy khúc. Không có thằng cha nào mà lộn ngôn như cái thằng cha này. Nghĩ sao ông già chồng mà rủ con dâu vô khách sạn rồi kêu đóng bóp, con dâu không có mảnh vải che thân. Còn con dâu thì nói con xin mẹ, con xin mẹ con còn thương chồng con lắm. Ủa cha mẹ mình đi dạy mình đi về lấy chồng, lấy luôn thằng chồng rồi hốt luôn ông già chồng luôn hả. Cha mẹ mình bây giờ xấu hổ không biết đội cái gì nữa. Không phải đội quần trắng mà đội quần đen luôn á. Trời đất ơi là trời, phải nói là cả hơi bơi bên quá trời nhục nhã xấu hổ. Bây giờ không biết có nước mà đi xuống âm phủ thôi. Chứ còn ở trên thế gian này thì không có trường cái mặt đi đâu đó. Mơ mốt nè, là mẹ của hai đứa con này đi ra hàng xóm người ta nói mẹ mày đi lấy ông nội mày đó. Thì còn mặt mũi nào hai đứa con nó lớn lên nó nhìn nữa. Trời ơi nhục nhã quá trời ơi, thiệt phải nói là không có tưởng tượng được. Mà công nhận mẹ chồng bình tĩnh thiệt, cái cô này cổ rất là hiền các bạn ơi. Cổ hiền ngôi là hiền đó chứ, nếu mà người khác là người ta không có bình tĩnh đâu, người ta đập con dâu thì phải nói là mà te tua cái trước cái đã. Rồi cái ông này cũng không có ngồi yên đâu. Nhưng mà cái lời nói của mẹ chồng rất là bình tĩnh, phải thán phục luôn. Sau khi kết thúc câu chuyện rồi, mẹ chồng bỏ về. Đó, để cho ông già chồng với con dâu tự mặc quần mặc áo vô rồi đi về sau. Vậy mà nói Dũng ơi, cái đây là chuyện của gia đình cô, thôi con đừng có đưa lên. Nếu mà con giữ lại cái clip gốc cho cô nha, còn con đưa lên thì con che mặt. Chứ bây giờ ở đây là gia đình cô nó xấu hổ nhục nhã lắm, xui da rồi thằng con cô biết. Ủa bây giờ thằng con nó không biết à. Trời đất ơi, con thương chồng con lắm. Con thương chồng con mà con vô á, con không có mảnh vải che thân mà con đi chăm sóc ông già chồng. Thiệt có loại đàn bà không có nổi nè. Cái loại đàn bà này là coi như là hư thân mất nết. Thằng chồng ở được mới lạ đó. Bây giờ làm sao mà về nhà nhìn mặt mũi thằng chồng nè. Rồi cái ông già chồng làm sao nhìn mặt con trai ruột của mình nè. Mình chịch đâu chỗ nào chứ mình chịch như vậy thì còn cái gì. Rần rần các bạn ơi. Đó, bây giờ mình là ông già chồng mà. Bây giờ mình đi là mình làm vậy với con dâu mình, kêu con dâu mình vô khách sạn, quần áo nó không có mà nó đi chăm sóc cho mình. Bệnh đây nhờ người đấm bóp.
có ai mà vậy không, có ai mà không quần không áo mà nhờ con dâu vô đấm bóp không các bạn? Đó. Ông vợ chồng ông này thuộc gì, là trùng là dế, ông là con sâu bọ hay gì đó. Đó chứ ông là con người thì ông đâu có vậy. Quỷ đội lớp người rồi, những cái con người đàn ông này đó các bạn, thì chịch con dâu được thì thế nào đi ra ngoài cũng hiếp dâm người khác thôi đó, cái máu rồi, máu trong người rồi đó. Còn con dâu này có loại mà là lăn loàn chắc nết, trời đó, con mình đi ngoại tình thì mình đi mình ai á, chứ còn ngoài ở đâu á, chứ có ở đâu mà mình đi ngoại tình là mình đã là mang một cái tội rất là lớn rồi. Có đâu mà mình đi vậy mình ngoại tình với ông già chồng, trời ơi là trời, cha mẹ mình dạy mình ra, đẻ mình ra, thay vì luộc trứng gà trứng vịt ăn cho rồi mình đẻ mình ra chi, bây giờ làm cho xấu hổ cha mẹ mình nữa. Người ta nói cha mẹ mình không biết dạy mình á, mà thực sự các bạn ơi, không phải là cha mẹ không dạy đâu các bạn, nhưng mà bản thân mình á đó, mình đi về mình thương chồng mình mà lấy chồng mình rồi mình hốt luôn già chồng luôn à. Trời ơi là trời, thực trên đời này phải nói là thì cái gì cũng mới có thể xảy ra hết trơn các bạn. Dũng AK hỏi á, ủa em à, chồng em còn trẻ còn đẹp, tại sao em không lấy mà em đi hốt ông già chồng em vậy? Thế nói à, ông già chồng em cho tiền đó, ông già chồng cho tiền vậy, mỗi lần ông già chồng là kêu mình đi khách sạn là ông già chồng cho tiền là mình đồng ý, vậy mình thuộc gì làm gái rồi chứ làm vợ gì, làm vợ làm mẹ hai đứa con gì. Thiệt trên đời này không có ai mà vậy, tôi nói thiệt đó, ông già chồng với con dâu này ha, đem đi pháp trường xử trảm đi, chứ còn bây giờ sống trên xã hội vậy làm gì thì trời, nhục nhã còn ở đâu mà chịu nổi nó. Phải nói là các bạn ơi, phải nói trên cõi đời này sao mà nó xuất hiện những cái con người mà nó tồi tệ như thế gian này, nó lộn ngôn như thế là kia không biết nữa. Nghĩ sao mà đi chịch con dâu, bây giờ còn 3-4 con dâu còn lại đấy, nó thấy ông già chồng nó đứng xa xa nó sợ quá, thôi ba ơi ba lần làm ơn ba đứng xa con ra, chứ ba đứng gần con ba dụ con đi vô khách sạn nữa. Bây giờ hết sức là đau khổ cho thằng con trai ruột của mình đó. Thằng con trai của mình bây giờ nó biết là mẹ ruột của mình bắt vợ của mình với ba ruột của mình tại trận trong khách sạn mà không quần không áo. Vậy thì con trai của mình sao mà nó sống nổi trên đời này, trời ơi là trời. Bởi vậy mấy anh thanh niên kia nói giác dao chém mẹ luôn chỗ rồi luôn. Thiệt tình á, phải nói xã hội này á, sao nó tồn tại những con người mà loạn lưng như thế đó. Bao nhiêu mấy ông thanh niên kia hả, phẫn nộ đó hả, thì lấy dao lấy rựa mà chém bỏ mẹ luôn chỗ rồi, chứ còn sống làm chi nữa. Cái thằng cha mất dạy, thằng cha mất nết, thằng cha khốn nạn, quá trời chúng chửi luôn các bạn ơi, không phải tưởng tượng mà nói. Thì thật ra mà đưa tin á, có những cái vụ mà hành hung mà mình nói là tàn bạo tàn ác cái kia nọ ha, còn cái này không có hành hung các bạn ơi. À, cái chuyện liên quan tình cảm mà phải nói là rúng động trên mạng xã hội hiện nay á, vài ngày nay thấy các bạn ơi. Thì qua chia sẻ của anh Dũng AK đó các bạn, và cái clip đó thì bây giờ mình không có lấy lại cái clip thì sợ bản quyền của anh Dũng AK. Cho nên là nếu mà các bạn sau này có tìm cái là trên mạng là sao nó có đầy, và đồng thời là mọi người chỉ có dám là phân tích thôi, không có dám lấy nguyên bản gốc các bạn. Cho nên là cũng sợ bản quyền, cho nên không lấy ra hình ảnh. Mà thực ra khi mà anh Dũng AK ảnh quay đó, nó quay từ đầu tới cuối luôn các bạn, nó rõ mồn một luôn. Chỉ có cái mặt che là theo cái sự là yêu cầu của bà già chồng, nói Dũng ơi con che cái mặt lại để còn dòng họ bà con rồi về cháu nội đồ nó coi á, rồi con trai giấu con trai tội nghiệp bà già chồng ghê. Dũng con về con che lại đi, chừng nào là lấy cái bản gốc thì cô hãy lấy, chứ con trai của cô biết được rồi tội nghiệp đó. Phải nói là quá tội nghiệp con trai đó, trời ơi, cha mẹ mình dạy mình đem về mình lấy chồng về mình hốt luôn già chồng vậy hả, mình chăm sóc luôn vậy hả, vậy còn ai trong gia đình nữa mình chăm sóc hết đi em. Em nghĩ làm sao mà em vô đó là em không có mảnh vải da thân mà em nói là em tắm quá nóng quá em đi tắm, rồi em vô phòng riêng với ông già chồng em mà em chăm sóc cho ông già chồng em mà em biện minh biện hộ. Trời bây giờ em về em chết luôn đi, chứ còn em sống trên cõi đời này chắc cha mẹ em cũng không có dám nhìn em nè. Sao dám quay về nhà, rồi bây giờ đồn luôn cả dòng họ đôi bên cha mẹ nội ngoại gì, trời ơi trời, nhục nhã quá trời. Phải nói là không biết trên đời này làm sao tồn tại hai cái con người này vậy, không biết. Trước đây mình cũng có đọc cái tờ báo ở dưới phía hình như là
ở miền Tây mà tỉnh nào quên mất rồi, các bữa nào phải lục cái tờ báo lại. Cái việc mà ông già chồng mà với con dâu đó các bạn dính chùm nhau rồi chở đi bệnh viện đó các bạn. Đó, thì lúc đó mà sau này chở đi bệnh viện mới tách rời hai người ra được. Đó, thì thằng chồng nó nhục nhã quá, nó bỏ đi biệt xứ luôn các bạn. Rồi không biết thời gian sau giữa ông già chồng với con dâu bây giờ làm sao không biết. Nói ông già chồng á là muốn giải quyết thì con dâu giúp cho ông già chồng giải quyết. Trên đời này có ai như vậy không trời. Phải nói là con người mà nó lộn ngôn không biết nó giống như trứng gà, trứng vịt á, giống như con vịt hay con gà để các bạn nó bị lộn ngôn vậy đó. Nó không phân biệt cái đầu, nó không có cái não. Cho nên là khi mà nó sinh ra rồi là nó lớn lên rồi nó quan hệ trong cái mối quan hệ ruột rà thân thiết của nó luôn. Đó, chỉ có con gà, con vịt, con chó, con mèo thôi. Chứ con người không bao giờ tồn tại cái não như vậy. Mà vậy mà cũng có một người xuất hiện mà tồn tại cái não vậy trời. Thật ra mà nói, chia sẻ với các bạn luôn, những người mà đã đi ngoại tình phản bội vợ con đó, tại vì các bạn ham muốn, các bạn đi như vậy, bạn không nghĩ tới cái hậu quả của gia đình. Khi mà vợ mình biết được, các bạn ơi, trong lòng nó đau dữ lắm. Nó đau, nhiều người phụ nữ người ta điên nữa kìa các bạn, chứ không phải như vậy đâu. Người ta đau tính tận là phải nói không có kiềm chế được, người ta bị điên á các bạn. Cái nỗi đau cái cỡ nào, bởi vì những người mà đàn ông mà đi ngoại tình rồi á thì thương vợ đi, đừng dừng lại đi, đừng có đi ngoại tình. Các bạn làm như vậy, thứ nhất là hạnh phúc gia đình bị phá vỡ, trước sau gì cũng phát hiện thôi. Những người mà đàn ông là ngoại tình, tôi đảm bảo với các bạn 99% là gia đình sẽ ly hôn. Đó, bạn đi ngoại tình rồi mà con vợ nó biết được thì nó sẽ bỏ các bạn thôi, dù cho cái sự đau khổ cỡ nào nó cũng bỏ các bạn hết trơn. Chứ không có thể nào mà bạn giấu được nào mỗi cái thời gian rồi sau đây bạn kiếm, bạn sau này bạn quớt những cái con mà không ra gì về làm vợ mình. Những cái con đó nó không chăm sóc được cho con mình, nó chỉ là biết ăn biết đài mình thôi, đến lúc nào nó chán nó đạp đít nó bỏ mình. Chứ nó về nó có chăm sóc con mình không? Đó, không hề có ha các bạn. Còn đằng này thì bây giờ cái việc mà cái ông già chồng mà ông kéo con dâu vô khách sạn để đấm bốt và chăm sóc cho ổng, không có mảnh vải che thân thì còn xứng danh là ông già chồng nữa hay không? Bây giờ thằng con trai của ông bây giờ nó không biết chui vào cái chỗ nào nó trốn. Bởi vì mấy anh thanh niên kia nói vác dao hay vác rửa thì chém cho chết mẹ luôn cho rồi đi. Chứ ông già chồng gì bây giờ ngẩng cái mặt lên sao về nhà nhìn con trai mình. Ủa bây giờ đối diện giờ không biết nhìn sao các bạn. Tôi nói thiệt, nếu mà mình tưởng tượng được cái cảnh, không biết bây giờ ông già chồng đó ông về, ông đối diện với thằng con trai mình, rồi ông nói làm sao, ông quỳ xuống lắp bắp với con trai hay làm sao ta. Không có tưởng tượng được cái cảnh đó ha. Đó, các bạn có tưởng tượng được khi mà ông về nhà, ông gặp mặt con trai ông, rồi ông nói năng làm sao. Rồi con dâu đi về nhà chồng, gặp bà già chồng, rồi bây giờ nói năng làm sao ta. Đó, thiệt tình không có tưởng tượng nổi, lộn ngôn về mà vừa vừa chứ quá trời vậy. Phải nói là mình làm cái việc gì mình cũng nghĩ lại gia đình mình, vợ con mình, cháu chắt mình. Mình làm gì mà lộn ngôn vậy, mình chịch ai không chịch mà đi chịch con dâu bó tay rồi. Phải nói là khủng khiếp đó. Vừa qua cái video này các bạn, phải nói là các ông ơi, nếu ai mà có dấn thân vào những cái máu đó thì làm ơn cái đầu của mình suy nghĩ trước khi mình làm việc đó. Chứ mình đâu phải là con chó hay là con mèo mà mình đi làm những cái chuyện mà động trời động đất như vậy. Bây giờ mình chui ở đâu, có môn là chết thôi. Mà chết cái tiếng nó vẫn còn nha các bạn, cái tiếng xấu nó vẫn còn mãi mãi, không bao giờ quên được các bạn. Đó, người đời người ta là lưu danh tới đời này qua đời khác luôn. Người ta nói ông già chồng kéo con dâu đó, ông già chồng ở với con dâu đó. Rồi con dâu bây giờ mang tiếng là bây giờ về nhà chồng, lấy chồng, hốt ông già chồng luôn. Đó, bây giờ như vậy lấy về phục vụ vợ chồng với ông già chồng luôn. Cha mẹ mình dạy mình vậy đó hả? Em ơi, mơ mốt em tuổi còn trẻ, thằng chồng em nó có bỏ em đi lấy thằng chồng khác, chắc thằng chồng khác nó cũng không dám lấy đâu. Nó sợ đem gì đi về đây rồi nó hốt ông già chồng nữa. Tại vì bản tính em đã quen rồi, em lấy thằng chồng nào em cũng hốt luôn ông già chồng luôn. Em lời quá, quá lời ha. Còn ông già chồng này cũng lời lắm, cưới con dâu cho con trai mình, sau đó là cho mình luôn, lời quá ha. Có ai mà vậy không? Thời kỳ nó mặt mày chắc cũng sáng sủa, cũng xinh gái mà. Ông thì ông nội cũng lịch lãm lắm mà,
bây giờ kéo con dâu vô trong phòng khách sạn để đấm bóp. Trời ơi là trời. Bởi vậy mấy ông thanh niên kia có xem á, rồi comment nói là lấy dao vô chém hoặc là lấy rửa gì vô chém cho ông già chồng chết mẹ luôn cho rồi đó. Phải nói là coi mà không có tưởng tượng được, mình coi mà mình còn ngượng, nó huống hồ về cái người trong cuộc. Mà phải nói là mình công nhận bà mẹ chồng xử lý quá đẹp, rất là bình tĩnh trong tình huống này ha. Chỉ hỏi ông già chồng thôi mà bà cũng không có lớn tiếng nha các bạn. Phải nói là mình phục cô sát đất luôn các bạn. Trong cái lúc mà gình gặp đánh ghen thê người, nhưng mà khi mà bắt được con dâu với ông già chồng mà tại trận luôn, mà bà giữ bình tĩnh được các bạn. Bà không có hề la hét, bà nói rất là bình tĩnh, rất là nhẹ nhàng à, chứ không la hét gì. Tao hỏi mày vào đây làm gì? Mày chăm sóc ông già chồng mày mà người mày không có mảnh vải che thân vậy hả? Mày còn mặt mũi nào không? Nhưng mà khi mà cuối cái clip đó, bà nói với anh Dũng AK là Dũng ơi, con có đưa lên thì đưa mà con che lại cái mặt con dâu với ông già chồng giùm cô. Tại vì liên quan tới gia đình cô, nó xấu hổ xui da rồi nó nhục nhã với sợ thằng con cô biết. Phải nói công câu chuyện này, ông già chồng sướng hen, con dâu cũng sướng nè. Chỉ có thằng con trai với là bà già chồng đau khổ thôi. Trên đời này thiệt tình hồi đó giờ mình không có nghĩ ra cái tình huống nào mà bắt gặp ông già chồng với con dâu mà trong khách sạn bà già chồng bắt gặp. Phải nói là khủng khiếp. Em ơi, em gái ơi, em còn trẻ, mới mốt thằng chồng em chắc nó cũng bỏ em chứ sao sống được. Chẳng lẽ bây giờ nó sống chung gia đình, sống với thằng chồng, sống với ông già chồng luôn cưng. Kiểu này xách gối đi về nhà cha mẹ ruột đi, cha mẹ ruột hỏi làm sao. Ông già mình hỏi mình sao, mình nói mình hốt luôn ông già chồng với thằng chồng, cho nên bây giờ là không có cái cửa đi về nhà nữa. Còn ông U60 đó ha, thì bây giờ ông làm sao ông về nhà, ông gặp được thằng con trai ông. Thôi ông xách gối ông đi lên rừng xuống biển về, ông sống ông lặn dưới sông cho Hà Bá nuốt cho rồi đi. Ông phải nói là thật, có phải nói là cười mà trên cái nỗi đau của người khác các bạn. Phải nói thằng con trai bây giờ chắc nó đau khổ dữ lắm luôn. Người đàn ông bị vợ ngoại tình, bị vợ phản bội là một cái nỗi đau không tưởng được ha. Mà cái người ngoại tình không ai khác chính là cái thằng cha ruột của mình. Bó tay không các bạn? Thôi xin phép các bạn mình chia sẻ tới đây cái câu chuyện mà hôm nay rầm rầm trên mạng các bạn. Thổi tới đâu là nghe tới đó. Ông già chồng U60 dẫn con dâu vô khách sạn ha. Đấm bóp rồi chăm sóc, không có mảnh vải che thân. Đó là qua câu chuyện đó. Nếu mà các bạn nào muốn xem những cái video tận gốc á, thì các bạn qua chỗ anh Dũng AK, các bạn xem từ đầu tới cuối cái đó. Còn bây giờ mình chỉ chia sẻ, mình phân tích cái thông tin vậy thôi các bạn. Rồi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình và đồng thời nhấn vào nút đăng ký kênh để các bạn luôn luôn cập nhật được những cái video hot, giật gân và thông tin mới nhất. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại clip sau.